Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về đồng hồ đô, đồng hồ Đức với đồ đồng, đồ gỗ để giao lưu với cô chú anh chị và khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1 B đầu tiên, một cái ô đô, đầu gông là 121. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, đây là đầu gông 121, máy móc thì em bao là đồ zin nguyên 100%. Đó. Âm thanh thì chất lượng lắm nha cô chú anh chị mình ha. Đó, âm thanh thì khỏi chê. Đó, cô chú anh chị mình xem và nghe một dòng giùm em nha. Đó, tay này em không có treo quá lắc lên. Đó. Cô chú anh chị mình muốn nghe âm thanh chính xác đó thì cứ liên hệ Zalo với em. Em chụp hình gửi Zalo chính xác cho cô chú anh chị mình nghe và xem nha. Đó, đầu gông là 121. Udo 62 zin 100%. Thùng này thì thùng đóng lại nha. Đó. Đây, cây này thì em đo cho cô chú anh chị mình xem biết nha. Chiều cao là 55. Bề ngang đường kính thùng của nó luôn là 43. Liên lạc lành lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Giá là 34 triệu, bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đặc biệt là em bao xài cái ô đô này nha. Mã số 2, đường kính của nó luôn là 2,5 tấc. Một cây cân chất liệu bằng đồng. Đó, đường kính giá cân 2,5 tấc, liền lạc lành lặn. Đó, có chỗ này thì nó hơi bị mòn tí xíu. Giá là 800, bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 2. Mã số 3, đó chính là một cái dĩa pha lê, cặp dĩa pha lê đường kính 2,5 tấc, pha lê 2 da nha, chuẩn đồ bao đẹp cho anh chị mình luôn. Nào anh chị mình xem giùm em nha, hoa văn vẽ tay. Đó, hai cái dĩa này thì giá là 600, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 4, đường kính là 2 tấc, một chục cái dĩa con gà Nam Bộ xưa, liền lạc lành lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đã, giá là 500, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 5, 4 cái dĩa đó, châu Âu xưa, chuẩn đồ châu Âu xưa nha. Đó, bao đẹp cho anh chị mình luôn. 4 cái này đường kính á là 2,7 tấc, nhỏ nhất, lớn nhất là 3,2 tấc. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4 cái này thì giá là 600.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 6, đường kính của nó luôn là 2,4 tấc. Đó. Đây. Tô này thì hàng này hàng Nhật xưa nha quý vị mình ha. Cặp này thì giá 500, bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Đây. Đồ này đồ tàu xưa nha quý vị mình ha. Tàu này tàu màu, bao đẹp quý vị mình luôn, liền lạc lành lặn. Đó, một cặp. Đường kính tô này là 2,2 tấc. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Cặp này thì có giá là 2 triệu một cặp, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 8, đó chính là một bộ tách trà Nhật. Chiều dài là 22, 21, bề ngang là 15. Đó. Cái ly này chiều cao là 6 phân, đường kính miệng ly là 3 phân. 5 ly, 1 bình. Đó, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Giá là 800, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 9, một bộ tách trà 10 ly và một cái dĩa hột xoài châu Âu xưa. Chiều dài là 43. Bề ngang là 31. 10 ly, 1 bình, bình này được 1 lít trà Nhật xưa. Giá là 1,2 triệu, một bộ này bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, mã số 10. Đây, chiều cao 45, đường kính miệng là 1,3 tấc. Hoành bụng lớn nhất là 70. Đó. Đây, chim chỉ qua mẫu đơn. Dưới đế là sông Long nha quý vị mình ha, rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn luôn. Đó, này là một cặp. Đó, tàu xưa qua văn họa tiết vẽ tay. Cặp này thì 3,8 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Cặp hồ lô mã số 11. Chiều cao 60, đường kính miệng 8 phân, hoành bụng lớn nhất là 105.
Cặp này thì 3.900.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Hoa văn họa tiết dễ tay nha, bao đẹp luôn. Đây em còn lại hai cặp bình, chiều cao là 95, đường kính miệng là 3 tấc, hoành bụng là 110. Đó, tàu xưa. Cái tích của nó là Tam Đa Phúc Lộc Thọ cho anh chị mình ha. Mã số 12. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, một cặp như vậy là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. 6.800 bao phí ship cho anh chị mình luôn. Đây mã số 13. Tới cái cặp chim chỉ nha cô chú anh chị mình ha, qua mẫu đơn. Cao cũng là 95, đường kính miệng là 3 tấc, hoành bụng của nó luôn là 110. Đó, chim chỉ qua mẫu đơn bao đẹp luôn. Cặp này thì em cũng giao lưu là 6.800 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, đây tới cái khay lớn nha. Đây tới tấm bình phong lớn. Chiều cao của nó luôn là 58 chiều cao. Còn bề ngang lớn nhất của nó luôn là 54. Đó, tấm bình phong này để hình nó là 2 tấc 8, bề ngang cao. Bề ngang á là 3 tấc 8. Đó, rất là đẹp nha anh chị mình ha. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, ốc thì trung bình bao đẹp cho anh chị mình luôn. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, có giá là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. 6.800 bao phí ship. Mã số 15. Một bức tranh sơn thủy. Cao là 1m2. Bề ngang là 3 tấc 7 nha. Đó, một bộ như vậy là bồn 4 tấm sơn thủy vẽ tay nha cô chú chị mình ha. Liền lạc lành lặn bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đó, cô chú chị mình xem từng tấm một nha. Hoa văn họa tiết vẽ tay. Đó, mã số 15B. Đó, cặp này thì em giao lưu với một bộ như vậy. Đó, còn một bộ duy nhất em giao lưu với cô chú chị mình luôn, giá là 5.000.000 bao phí ship cho chú chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, liền lạc lành lặn. Mã số 15B. Mã số 16B, một cây đồng hồ Đức. Đó, 12 gông, 12 búa, chạy tốt. Đó, đây là cái cây gặt bên đây là chỉnh giờ bài hát nha. Đó, kim dây đây, lịch sao chăng trên này. Chiều cao là 2m1, bề ngang lớn nhất của nó luôn là 55. Này là bằng gỗ sòi nước ngoài. Hàng này thì không có mối mọt gì ăn được hết trơn cho anh chị mình ha. Ổ phá liền lạc lành lặn. Có cái hoa văn này thì người ta làm nè. Đó, cái này là hoa văn, này là hoa văn mới nè. Mình không xài mình gỡ ra được nha. Đó, bình thường. Còn tủ này thì em bao đồ này là zin 100%, máy là 1326 máy lớn. Cây này thì giá là 24.000.000 bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Cô chú anh chị mình muốn nghe nhạc thì test qua Zalo cho cô chú anh chị mình nghe và xem nha. À, 24.000.000 cái đồng hồ. Mã số 17, một bộ salon tay cuốn cẩm lai. Đó, đây bộ này rất là đẹp nha anh chị mình ha, liền lạc lành lặn hết. Bộ này có thể là 575 tới giờ. Cao là phủ bì là 1m77, lọt lòng là 1m62. Cái ghế đơn của nó luôn là 65 phủ bì, lọt lòng là 50. Cẩm lai nguyên con nha bà cô chú anh chị mình ha. Đó, cao là 8 tấc 2. Đó, bộ này là cẩm lai nguyên con. Đó, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Cái bàn này là chiều dài của nó luôn á là 1 mét nha cô chú anh chị mình ha. Bề ngang là 50. Liền lạc lành lặn hết trơn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, không có chê được chỗ nào hết á. Đó, cô chú mình xem giùm em một vòng nha. Bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay không kể lời lỗ luôn. 21.000.000 bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã một số Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.